A lăng bồn mở lá cấp biểu cảnh cấp bó. Mở mở tù triệu bó riêng pram dết bù lộ. Cà phê là sạch tìl phan tâm. Chênh vô lực hạ bria tâm. Bà quá lăng bồn tạm chạr. Tù đò, cà phê, lâm đồng, găm tạm tú xin gàr. Mở tổ tế prang tú, tù đã tó. Tâm quá tế bồn tịp bà ta cao kề. Lăng bồn xoàng, bà ghép bà ta chỉ tó đã bì lầy. Bà phan tâm gió tầng ai đồ. Nàng kế nhằm hè mở kế trung tâm ra lào. Tân giả làng bồn mở gấp biểu, xin yếp bàl chân nào xin yếu rụp tên ớt tổ. Tú tầng ngày chi cà phê lít bà cao mở rộng play. Kênh hai đô là tú tầng ngày mở hiệu hoàng tâm phanh tâm trả lâm đồng tự gồm tó tạ tầm quách ẩn phần xin gà chi tâm. Nàng lỡ hoàng cà phê in nhằm gất xuân và tên bà nhằm ngăn nàng chi in nhằm gất. Bây giờ lúc là cần hai prang đang vào là mùa tú tầng ngày hạn chi cà hán phê cái tú bậc tưới cà phê cao ha. cần play Và bây giờ để là lá con ở tó tạ chúng chi ta cà đang phê tập trung, rất ai cũng ở đang cái tập tú trung bậc vào cao tưới cái cần cho nó play là nở cái đợt bông đợt này gần hiu hè và pal tó tạ chi trong cái cà đợt phê bông này in ha, là bà con cà đang phê pal chà ngăn tạ tó cần bồi thì phải kích là riêng cái dung tài về là gì club về tọ đá kịp đúng thời vụ cần cái là về đồ trồng não á là bởi thế là xa nàng cần bắt tao tôi cũng tầm bòn tầm lạc gà nàng bắt bắt tao bòn lạc gà cần hơm ram mà niêm click bắt tao tin cái nghe mà cái gớt bắt tao chắc chai sơ cần cái bắt tao dên cần nàng bởi thì rong cho con nàng e con đến là học bắt ram cần hai đò tó tơ tạ chi cà phê in là bắt tao bà chàng ngăn tại bớ ta kênh bắn chát chi in niềm gớt tó đã gam là bơ ta tơl pran nang cà phê in glick bơ cao tergum. Đi lá ở tơl đã là đú lao ir, ụ rất sớ bơ cao cà phê gú bê ớt. Bởi ná bơ cao cà phê né glick bụp mơ ya ở tơl đã ghen buôn ngăn gửi tú bơ cao chanh màu tím, ro, rung. Ở tơl đã cần chớ ngăn tơm bơ ná đò rồi gây lỡ glick gớt bơ cao cà phê ro chất tên y. Bù lá bè hớ, tơm a lá cân hay prang đơn bè cân hay tò. Bà ná tó đà chi cà phê in, bà rơ gây. Giách bần quát. Tó tơ đà, mở tó đi tút tà ngay. Đi lá ở bát tó, tơm ở gam pran, rung hà, râu tà nì. Mơ ya đi lá, tó đà gần ir, tơm tú tơm ở hịt ké bộ bà cao tờ, rớp lỡ bà cao in, lít ở tờ gùm bà. Lỡ cao kê, tơm bà ta pép lại tà nớ tò. Cần hai đò, tó đã rịp tầm, mờ tó gợp rú, găm hồi, là bà ta tó đã mờ bếch, là bà ta bà ghé chào làng bồn, giáp tó rớ ngành. Giáp rộ tầng ngày, cập tía, mờ hiu chào làng bồn, ghen bà ná, tó về bờ ghi in tì. Tầm Tây Nguyên, chào làng bồn xùm tó đã bớ bè tút quan tớ, tầm cần hai prang. Bao ghế khả tạ tó gây ít. Xùm ghen cập ở cập tớ tó gây huyệt mơ chi cà phê cá bro là mờ bớ quan ra hiền lít đạ tầm tụ tầm. Đi lá tó lau prao ra hiền lít tầm tụ tầm. Ghen rớt bà lại đạ. Vâng thì xuân trao làng bồn mì tó quan ra hiền lít đạ tầm tụ tầm. Và hiện nay thì chúng tôi là cần hai tó là mờ và chất rằm ngày. Cập tớ tó là chi rớt trên một gốc trên một lần tưới và cái chu kỳ tưới khoảng 20 đến 25 ngày đó là cây cà phê sinh trưởng phát triển rất tốt rồi. Cập tớ tân gú gần chi cà phê ba chàng ngăn ghé tạ tó gây ít. Cập ớ gần cập tớ tó tạ gây huyệt mờ chi cà phê cá bro mờ bớ buôn ra hiền lít đạ tầm tụ tầm. Đi lá tó lao bảo ra hiền lít tầm tụ tầm gần bà lại tạ. Bà hi sôr chào làng bồn mình tó buôn ra hiền lít đạ tầm tụ tầm. Mờ bà chất pram ngay, gần tó tụ tớ là chi rớp niềm cớ.